Em bảo em hỏi chị một số cái vấn đề nhận xét đi để bên em biết để cải thiện cái giáo trình ấy ạ. Thì chị cho em hỏi chút là khi mà chị tham gia khóa học bên em ấy thì chị thấy nội dung của khóa học bên em so với thực tế mà chị làm ấy nó có thực tế như là chị đang làm không ạ? Nó cũng 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 khá là thực tế đó. Có điều Dạ. là do phần cuối thì chưa coi lại cho nên thành ra nó chưa chưa kỹ lắm thôi. Dạ vâng. Còn những Tại... trong ở những cái phút toán kia thì nó cũng gọi nó đi vào thực tế luôn rồi. Dạ. À, bởi vì là bên em muốn xác nhận lại từ phía học viên ấy để kiểu như là cập nhật nâng cấp kênh giáo trình cũng như là nghiệp vụ ấy, để kể cả sau này chị học xong rồi nhưng mà chị xem lại ấy, thì nội dung của nó sẽ được cập nhật theo những cái đóng góp của học viên ấy chị. Vâng, thì chị sẽ được kiểu như là mình sẽ được học hỏi ra được nhiều hơn ấy. Đấy. Thế còn về cái cách giảng dạy của em ấy thì không biết là có phù hợp với chị hay không? Ok, dễ nghe dễ hiểu, rất là Dạ. Dạ. nhiệt Cái này thì chị em mình cứ kiểu chia sẻ thật ý để bên em còn biết rút ra những cái kinh nghiệm ấy, bởi vì học viên nào cũng thế mà. Đấy, còn thì ok. trong quá trình mà chị em mình học rồi trao đổi cũng như là sau này mà có vấn đề gì không hiểu thì chị vẫn có thể hỏi em chị nhá, để em hỗ trợ cho chị trong quá trình chị làm việc. Vâng. Dạ. Thời gian mà chị học online thế này này thì chị có cảm thấy là nó có phù hợp, có thuận tiện với chị không ấy? Dạ. Nếu mà chị mà cảm thấy không phù hợp ấy thì chị cũng có thể phản ánh ấy để bên em rút kinh nghiệm cũng như là sắp xếp học viên về sau ấy sao cho nó hợp lý ạ? Không em thì anh À? chị đâu có chị đâu có góp ý gì được tại vì em hoàn hảo quá. Chị cứ đề cao em quá, chị cứ góp ý đi, không không phải ngại đâu. Không nói thật mà. Chị em mình thẳng thắn mà, có gì đâu. Đấy. Vâng, thế thì chị em mình học ấy thì cũng cũng được gần hết chương trình rồi đấy. Thì chị nhớ là trong quá trình mà chị làm việc mà có gì không hiểu thì chị cứ hỏi ấy để em giải đáp cho nhá. Rồi Vâng, kể cả sau này cũng thế thôi, chứ không phải là học xong là em bỏ rơi chị đâu, không bao giờ có chuyện đấy đâu. Đấy, nên là chị cứ yên tâm vấn đề đó. Thế thì vâng, bài học hôm nay thì chị em mình đi tiếp về vấn đề là báo cáo tài chính. Hôm trước thì mình học về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp rồi ấy, thì hôm nay mình học về đến quyết toán báo cáo tài chính đấy ạ.